Mấy cái món quà nhỏ này nè, hy vọng là mấy bé trẻ sẽ thích. Cũng không có cái gì to lớn nữa, chỉ là bánh kẹo. Mỗi người một quan điểm khác nhau, nhận thấy là quê hương của mình sinh sống còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí là các bạn nhỏ có trường hợp đặc biệt, kèm theo những cái bánh kẹo ngọt ngào đó là một cái bao lì xì. Đó là những món quà mà Nhân nghĩ rất là ý nghĩa cho các bé trẻ ở trường khuyết tật tỉnh Đồng Tháp quê Nhân. Mấy em nó ngoan ngoãn thì đáng thương lắm mấy bạn. Em không có được may mắn như người thường, cho nên là Nhân xin phép nhưng không có quay lên ha. Bây giờ làm clip xong mới mượn tượng lại và xúc động. Kém may mắn hơn những đứa trẻ khác, nhưng mà cho quà là người ta cảm ơn nha. Thấy cưng dữ lắm. Rồi xong rồi, Nhân cũng hợp tác với xã giữ quê hương của Nhân ở á, thống kê giúp Nhân là có bao nhiêu hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhân cũng có những cái món quà nho nhỏ và những cái chiếc bao lì xì gửi tặng đó các cô, các bác, các chú ăn Tết vui vẻ và cùng vượt qua khó khăn với con nha. Nhiều bạn nói mình á, trời ơi nó hay làm màu lắm, có giỏi lỡ cho tao cho anh à, tao khổng gần chết, cho có chỗ mày cũng quay lên á, thằng ôn vậy. Nhưng Nhân thấy á, nhờ những cái thước phim này á mà có nhiều bạn cũng giống như là Nhân, cũng sẽ nghĩ tới nè, ồ hồi đó mình khổ, giờ mình cũng được chút chút đỉnh rồi, thôi làm thiện nguyện giống như thiện nhân thì được đó, được á. Không biết mấy bạn có ý nghĩ đó không, chứ là Nhân nè chính là cái người mà xem clip của những bạn mà làm thiện nguyện, sau đó là Nhân phát cái tâm lên, ừ đúng ha, bây giờ mình cũng có, nói chung là đủ ăn đủ mặc, cũng đủ dư gan tí xíu rồi, mình san sẻ yêu thương đi, cũng giống như là tích đức cho đời sau của mình vậy đó. Mình giúp nghèo không được á thì mình giúp ngặt người ta, mà đặc biệt á là đầu tiên cái nơi của Nhân sinh sống là Nhân ưu tiên trước à. Vì hồi đó nhà của Nhân cũng giống như là mấy cô mấy chú này nè, Tết nhất á cũng đi lãnh những cái phần quà của các mạnh thường quân, vậy mà về cũng trộm vía lắm nghe. 2-3 năm sau nhà của mình thoát nghèo, chuyển qua cận nghèo. Nói vui thôi á, chứ mấy bạn mà có tiền mấy bạn làm thử đi, mấy bạn thấy cái tâm của mình nó vui dữ lắm kìa. Có ăn câu ăn ở sợ lỡ ông chợ ông gỡ ông cho mấy bà ơi. Nhiều khi mấy bà cầm mấy trăm ngàn, trời ơi thôi đi ra mình mua cái này mình mua cái kia, rượu bạc đó mình sắm đồ, mà đâu có nghĩ được hoàn cảnh của kia người ta cầm có vài trăm ngàn mà người ta quý lắm mấy bạn. Thì có tấm lòng nhiều chứ cũng không có giàu có gì. Năm vậy đó mình cũng gắng mình trích ra mấy lần cho quê hương đất nước của mình. Thấy người ta khổ kế bên vậy này không cho đi đâu xa. Có nhiều chị nói trời ơi hồi đó cưng bán đồ ngoài chợ chị ra chị mua ủng hộ mày hoài, giờ mày giàu ha, cho tiền cho gạo đồ hoài thấy cưng quá. Đâu mà có, em đủ ăn hà, còn cái này em nhoi gan chút đỉnh. Chia sẻ lại cho mấy anh chị nè, lấy cái vía của em mốt là bỏ cận nghèo nha, chuyển qua cận giàu với cận khá cho em. Làm gì làm chứ em nói thiệt, em mà có, nói chung là mình đủ ăn lên chút xíu mà mình thấy chòm xóm láng giềng bà con mà ở gần gần của mình vậy nè, giúp cho người ta khá giả được lên em mừng dữ lắm trời. Ta nói ví dụ như mai mốt một mình em giàu thì đâu có đủ, nhưng mà nguyên cái xã của em giàu là có tên em chồng nữa rồi đúng không? Cái đó là cái quan điểm mỗi người thôi hen. Mà thôi nói thì nói vậy chứ cũng chúc cho bà con cô bác sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn, mùa màng được giá, đặc biệt là nhiều sức khỏe nè, hưởng một mùa xuân 2024 an lạc nha.